Thưa quý vị và các bạn, đầu tiên là tin áp thấp trên Biển Đông sắp mạnh lên thành bão số 7. Sáng nay, vùng áp thấp trên khu vực miền Nam Philippines đã vượt qua đảo Palawan, Philippines và đi vào Biển Đông. Hồi 10 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,8 đến 11,8 độ Vĩ Bắc, 118,3 đến 119,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 500 km về phía đông. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 tới 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 20 tới 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 6 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 tới 60 km/h, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 12 tới 24 giờ tới, sóng mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8, từ vĩ tuyến 11 tới 17 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 113 tới 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trong 24 tới 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 tới 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão số 7. Đến 10 giờ ngày 7 tháng 10, vị trí tâm bão vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 112,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 tới cấp 9, tức là từ 60 tới 90 km/h, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão trên Biển Đông trong 24 tới 48 giờ tới. Gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8, từ vị tuyến 12,5 tới 18 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 111,5 tới 117 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Tuy nhiên, hướng đi và vị trí đổ bộ của bão có thể sẽ còn thay đổi trong những ngày tới do còn tương tác với một đợt không khí lạnh mới sắp tràn về. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật về cơn bão này trong các bản tin tiếp theo của kênh. Quý vị chú ý đón xem. Trở lại với tình hình thời tiết trên đất liền, dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới nên trên cả ba miền của đất nước đều có xuống gia tăng mưa. Đối với các tỉnh thành phía Bắc, hôm nay toàn vùng sẽ duy trì trạng thái nhiều mây. Riêng tại khu vực đồng bằng ven biển phía đông là các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, về chiều tối có lúc có mưa vừa mưa to. Do mưa kéo dài nên nhiệt độ ngày hôm nay cũng như ngày mai ở Bắc Bộ không cao, phổ biến trong khoảng từ 29 tới 32 độ. Dự báo xa hơn, từ khoảng ngày 10 tới ngày 11 tháng 10, miền Bắc sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc mạnh tràn về. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ sẽ có mưa lớn trên diện rộng trong ngày 12 tới ngày 13 tháng 10. Nhiệt độ theo đó cũng có xu hướng giảm mạnh, trời có khả năng chuyển lạnh từ ngày 12 tháng 10 với nền nhiệt độ ngày đêm giảm xuống dưới mức 22 tới 25 độ. Với miền Trung, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, bao gồm các tỉnh Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi, cũng chịu tác động của rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới và gió đông. Vì thế mà trong ngày hôm nay và ngày mai, ở đây cũng có mưa vừa mưa to. Riêng khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình có nơi có mưa rất to và đợt mưa diện rộng ở các tỉnh Trung Bộ được dự báo sẽ kéo dài cho đến hết ngày 7 tháng 10 với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 cho tới 200 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Phần còn lại của miền Trung là các tỉnh từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận nằm ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới. Vì thế mà ở đây sẽ có mưa rải rác, tập trung chủ yếu về chiều và tối. Cũng chịu tác động của rãnh áp thấp và gió Tây Nam hoạt động mạnh, nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, trong đó khu vực phía Nam của Tây Nguyên, các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh Nam Bộ đều là những vùng có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to và dông mạnh, với lượng mưa từ 30 tới 60 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 80 mm. Mưa đến sớm ngay từ chiều và có thể kéo dài đến tối. Vì thế nhiệt độ tại các tỉnh thành ở khu vực phía Nam ít biến đổi, cao nhất dao động trong khoảng từ 28 tới 31 độ tại vùng cao nguyên và từ 30 tới 33 độ tại khu vực Nam Bộ.